Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA hôm nay đăng bản tin nói rằng công dân Triều Tiên thiệt mạng tại Malaysia hôm 13 tháng 2 có tên là Kim Chol mang hộ chiếu ngoại giao. Triều Tiên cho rằng thật lố bịch, thiếu tính chính xác và khoa học và phi logic khi nghi phạm bôi chất độc vệ ích vào nạn nhân lại không làm sao, trong khi công dân nước họ lại thiệt mạng. Theo KCNA, các nhà hóa học ở nhiều nước cho rằng nếu nghi phạm được tiêm thuốc giải độc trước khi gây án thì họ có thể bị sốc. Ngay cả khi nghi phạm đeo găng tay khi hành động thì chất độc này vẫn rất nguy hiểm. Pyongyang cho rằng Mỹ và Hàn Quốc đang thực hiện chiến dịch bôi nhọ Triều Tiên. Họ cũng ám chỉ rằng Washington và Seoul sở hữu chất độc VX. ích. Kim Jong bị sát hại hôm 13 tháng 2 sau khi bị hai nữ nghi phạm bôi hóa chất nghi là chất độc thần kinh VX. ích. Hai nữ nghi phạm người Việt và Indonesia hôm nay đã bị Malaysia buộc tội mưu sát và có thể đối mặt với án tử hình.